Real thì rõ ràng chúng ta biết là đá ở vị trí bên trên thì nó ok hơn. Đúng, hay thế nhở? Bisaka, lawan Bisaka, Rafael. Làm gì đây? Làm gì đây? Ui giời, đội bóng bàn không tới được vị trí của đồng đội. Pha lên bóng dành cho Karu Coventry. Chết rồi, anh đánh nhầm đội hình trận trước rồi. Lợi thế dành cho MU. Garnacho, đây là Bruno. Xin linh nhạc cổ ơi. Hôm nay đâu thì không biết linh nhạc gì nữa. Xin linh nhạc, linh nhạc, linh nhạc gì nhỉ? Đầu trận anh em xin anh có xin vờ. Nhà anh quách toàn nhạc mua làm gì có linh. Lương tiền thì có. Anh ấy toàn để trong SoundCloud với cái gì. Bisaka đợt vừa rồi chuyển sang đá cánh trái, bây giờ theo đá quen bên này, đếch về được bên kia nữa. Đá cánh trái không? Đá đốt, đá cánh phải. Tạt quả chân trái em ạ. Trước bố trí bên này là vì một vài trận đấu là phải kèm một vài cầu thủ đặc biệt đấy. Không phải kèm ai rồi thì vẫn cứ đá cái này. Cho sang bên này em ơi để rèn luyện mấy quả tạt cũng được. Hoặc mấy quả cắt vào như kiểu Ruben. Xúc vào như kiểu Ruben. Khoảng tầm 5-6 năm nữa chúng ta sẽ thấy một phiên bản của Bisaka trên vị trí trên cánh. Có những